Trong suốt nhiều tuần, ngôi làng Ganeshpur thuộc Pahai, Ấn Độ thường xuyên bị mất điện khoảng vài giờ sau khi mặt trời lặn. Cho rằng có kẻ phá hoại, dân làng lên kế hoạch điều tra và phát hiện ra, hóa ra một người đàn ông không muốn ai nhìn thấy mình và bạn gái hẹn hò, nên đã âm thầm cắt điện cả ngôi làng để có không gian riêng tư. Vào một đêm tháng 5, khi điện trong làng bị cắt như thường lệ, người dân làng Ganeshpur đã lập một nhóm tuần tra quanh làng. Khi đến một ngôi trường, có hai người đang lén lút hẹn hò trong bóng tối. Hóa ra, người đàn ông đó là thợ điện. Vì muốn không ai nhìn thấy cảnh hẹn hò, anh ta cắt điện 2 đến 3 giờ mỗi khi họ gặp nhau. Sự thật khiến người làng bức xúc, anh chàng thợ điện bị cạo đầu và diễu khắp đường làng như một hình phạt. Sau khi mọi chuyện được phơi bày, cả làng yêu cầu đôi tình nhân phải kết hôn trước sự chứng kiến của nhiều thành viên hội đồng làng. Cảnh sát địa phương cho biết nhà chức trách đã nắm được vụ việc nhưng chỉ tiến hành xử lý khi có đơn khiếu nại.